trở lại với chương trình tin tức thưa quý vị sau đây là những phần tin liên quan đến Á Châu. Bản tin đầu tiên đến từ Thái Lan. Thượng nghị sĩ của Thái Lan phản đối người vừa giành được chiến thắng vang dội. Hai thượng nghị sĩ Thái Lan tuyên bố không ủng hộ Pita Limjaroenrat là ứng viên thắng ở trong cuộc tổng tuyển cử do thái độ của ông đối với chế độ quân chủ. Nếu ông Pita được đề cử vào ghế thủ tướng, tôi sẽ bỏ phiếu chống bởi tôi phải bảo vệ hiến pháp và lời tuyên thệ của mình. Thượng nghị sĩ Thái Lan là Jade. In Sawang tuyên bố. Theo Jade, khi tuyên thệ nhậm chức, ông đã cam kết trung thành với hiến pháp hiện nay, trong đó có yêu cầu bảo vệ chế độ quân chủ lập hiến. Ông Pita Limja Roenrad, 42 tuổi, là lãnh đạo của đảng Move Forward, đang là ứng viên hàng đầu cho ghế Thủ tướng Thái Lan, sau khi tuyên bố chiến thắng trong cuộc tổng tuyển cử. Trong giai đoạn tranh cử, đảng của ông và ông Pita đã thông báo ý định bãi bỏ Điều 112 ở trong Bộ Luật Hình sự, Quy định người phạm tội khi quân vì phỉ báng, lăng mạ hoặc là đe dọa vua, hoàng hậu, người thừa kế hoặc là quan nhiếp chính thì sẽ bị phạt tù từ 3 đến 15 năm. Thượng nghị sĩ Jade cho rằng hành động như vậy sẽ làm mất đi uy tín của thể chế quân chủ và là điều không chấp nhận được. Thượng nghị sĩ Kitsisa Ratana Ratanawahara là một trong 250 thành viên ở tại thượng viện cũng nói rằng ứng viên cho vị trí Thủ tướng Thái Lan phải là người trung thành với đất nước, tôn giáo và quốc vương. Các thượng nghị sĩ Thái Lan sẽ xem xét các tác động tiềm tàng tới đất nước trước khi đưa ra quyết định để chọn Thủ tướng. Ông Ratana Waraha nói thêm là 250 thượng nghị sĩ Thái Lan hầu hết đều thể hiện sự nhất trí trong các cuộc bỏ phiếu để chọn Thủ tướng trước đây. Trung Quốc, Nhật Bản lần đầu tiên liên lạc qua đường dây nóng quân sự Trung Quốc và Nhật Bản cho biết là giới chức quốc phòng của hai nước đã có cuộc trao đổi đầu tiên qua đường dây nóng quân sự khai triển vào cuối tháng 3. Bộ trưởng Quốc phòng của Nhật Bản, Yasukazu Hamada đã điện đàm 20 phút với người đồng cấp của Trung Quốc là Lý Thượng Phúc, Bộ Quốc phòng của Nhật Bản cho biết vào ngày 16 tháng 5 Ông Hamada đề cập đến những lo ngại an ninh hiện hữu giữa hai nước như là tình hình trên biển Hoa Đông. Theo Bộ Quốc phòng của Nhật Bản, ông Hamada nhấn mạnh sự cần thiết của đối thoại chân thành, đặc biệt là khi có nhiều lo ngại về quan hệ song phương. Trung Quốc xác nhận thông tin được của cuộc điện đàm và cho biết là đường dây nóng trên không và trên biển này sẽ góp phần hơn nữa cho nỗ lực duy trì hòa bình và ổn định khu vực được dây nóng được Trung Quốc và Nhật Bản khai triển sau hơn một thập niên thảo luận nhằm để ngăn chặn các đụng độ bất ngờ trên biển Hoa Đông. Hai nước có tranh chấp liên quan quần đảo Senkaku, tức là Điếu Ngư, cách Tokyo khoảng 1.900 km và Thượng Hải khoảng 600 km. Nhật Bản hiện kiểm soát khu vực, nhưng cả hai nước đều tuyên bố chủ quyền với quần đảo này. Trung Quốc và Nhật Bản lần lượt là nền kinh tế số 2 và số 3 của thế giới. Quan hệ song phương luôn trong tình trạng căng thẳng và trở nên tồi tệ vào hồi tháng 12 năm ngoái, khi Tokyo đã thông báo cải tổ chính sách an ninh, trong đó có tăng chi tiêu quốc phòng và coi Bắc Kinh là thách thức chiến lược lớn chưa từng có. Trung Quốc chỉ trích Nhật Bản tăng mạnh ngân sách quốc phòng và cảnh báo xu hướng quay trở lại con đường quân sự hóa là rất nguy hiểm. Cơn bão Mocha khiến cho ít nhất là 29 người thiệt mạng ở Miền Điện. Số người thiệt mạng do tác động từ cơn bão Mocha, cơn bão di chuyển qua bệnh Bengo vào hôm qua, đã tăng lên đến là 29 người khi hệ thống liên lạc được khôi phục ở miền Tây của Miến Điện. Theo AFP, cơn bão này với sức gió lên đến 195 cây số giờ, khi đổ bộ vào đất liền ở Miến Điện đã di chuyển khỏi những khu vực dân cư. Một người đứng đầu trại tị nạn của người Rohingya nằm về phía tây bắc của thành phố Cảng Sidwi của Miến Điện cho biết đã có 24 người thiệt mạng tại khu vực này Người này cũng nói rằng vẫn còn rất nhiều người dân đang mất tích ở tại những vùng đất có độ cao thấp hơn, nơi có nhiều ngôi làng của người Rohingya. Theo những người giám sát cơn bão, hệ thống liên lạc thủ phủ Sittwe của tiểu bang Rakhine vẫn đang gặp nhiều vấn đề. Khu vực nói trên, nơi sinh sống của khoảng 150.000 người dân, đã chịu phần lớn tác động của cơn bão. Theo hình ảnh được chia sẻ trên internet, sau khi đổ bộ vào đất liền, cơn bão Mocha đã có sức gió lớn phá hủy một tháp liên lạc ở tại thành phố Sittwe. Các hãng truyền thông địa phương đưa tin hàng trăm trạm phát sóng tín hiệu di động đã bị hư hại do tác động của cơn bão ở tiểu bang Rakhine. Văn phòng điều phối các vấn đề nhân đạo của Liên Hiệp Quốc ngày hôm qua cho biết các báo cáo ban đầu cho thấy tiểu bang này đã chịu thiệt hại nặng nề do cơn bão. Vào năm 2008, một cơn bão khác tên là Nargis đã tàn phá khu vực đồng bằng Irrawaddy của miền điện, khiến cho ít nhất là 138.000 người đã thiệt mạng. Tiếp theo là bản tin liên quan đến Hoa Kỳ phát hiện thêm dấu hiệu giữa Nga và Iran mở rộng hợp tác quốc phòng. Hoa Kỳ ghi nhận nhiều dấu hiệu cho thấy là Nga và Iran đang mở rộng quan hệ đối tác quốc phòng chưa từng có, sẽ giúp cho Moscow kéo dài cuộc chiến ở Ukraine cũng như là gây ra mối đe dọa cho các nước láng giềng của Iran. Một phần của sự hợp tác này là Iran đang cung cấp cho Nga các máy bay không người lái tấn công một chiều, bao gồm hơn 400 chiếc kể từ tháng 8 năm ngoái. Cố vấn An ninh Quốc gia Hoa Kỳ là John Kirby đã tiết lộ tại một cuộc họp báo như trên. Đây là về mối quan hệ quốc phòng đang phát triển, cho phép Nga giết nhiều người hơn ở Ukraine và cũng cho phép Iran tích trữ vũ khí quân sự và gây ra mối đe dọa lớn hơn cho các nước láng giềng, ông Kirby đã nói. Ông nhấn mạnh máy bay không người lái là trợ giúp quân sự chính mà Iran đã cung cấp cho Nga, nước đang tìm cách mua loại máy bay tiên tiến. Ông Kirby cho biết thêm là Hoa Kỳ sẽ công bố các chỉ định nhắm vào việc tăng cường hợp tác các uh, quân sự giữa Nga và Iran. Brunei phê chuẩn Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương, tức là CPTPP. Mới đây, thì Brunei đã thông báo với New Zealand, nơi lưu giữ các tài liệu của thỏa thuận về việc phê chuẩn Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương. Bằng việc phê chuẩn này, thì Brunei sẽ trở thành quốc gia thứ 11, ký kết Hiệp định Thương mại và Đầu tư, Thỏa thuận dự kiến có hiệu lực đối với quốc gia Đông Nam Á giàu năng lượng này vào giữa tháng 7. Hiệp định sẽ mang lại cơ hội thương mại ở tại những thị trường mới như là Canada và các nước Mỹ Latin như Chile, Peru và Mexico. Hơn nữa, thỏa thuận cũng sẽ nâng cao sức hấp dẫn của Brunei như là một điểm đến cho các khoản đầu tư trực tiếp nước ngoài. Bộ Tài chính và Kinh tế cho biết trong một tuyên bố, các thành viên khác của Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương, đó là Úc, Canada, Chile, Nhật Bản, Mã Lai, Mexico, New Zealand, Peru, Singapore và Việt Nam. Anh Quốc đang sẵn sàng để trở thành thành viên thứ 12 với mục tiêu ký thỏa thuận vào tháng 7. Brunei cùng với New Zealand, Singapore và Chile là thành viên của Hiệp định Đối tác Kinh tế Chiến lược Xuyên Thái Bình Dương, có hiệu lực từ năm 2006 và đóng vai trò nền tảng Hoa Kỳ, Nhật Bản và các nước khác sau đó đã tham gia các cuộc đàm phán mở rộng hiệp định trở thành Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương. 12 quốc gia đã ký kết vào năm 2016, nhưng Hoa Kỳ sau đó đã rút lui. Trả lời phỏng vấn Nikkei Asia, đại sứ của Philippines tại Hoa Kỳ là Jose Manuel Ramirez đã cho biết, muốn thấy nhiều cuộc đối thoại hơn hoặc là đường dây liên lạc cởi mở hơn giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ. Điều đó sẽ mang lại cảm giác yên tâm cho các bên. Cố vấn an ninh quốc gia Jake Sullivan đã gặp chủ nhiệm văn phòng Ủy ban công tác ngoại sự Trung ương Trung Quốc Vương Nghị vào tuần qua tại Vienna của nước Áo để thảo luận về xung đột giữa Nga và Ukraine cùng với các vấn đề khác. Cuộc gặp kéo dài 8 giờ đồng hồ giữa giới chức của Hoa Kỳ và Trung Quốc là cuộc gặp cấp cao nhất giữa hai cường quốc kể từ khi máy bay chiến đấu của Hoa Kỳ bắn hạ một khinh khí cầu do thám của Trung Quốc vào hồi tháng 2. Đại sứ Jose Manuel Romualdez đã ca ngợi cuộc gặp là dấu hiệu tốt, nhưng hy vọng sẽ có nhiều cuộc đàm phán hơn trong thời gian tới. Theo Nikki Asia, bình luận của ông Romualdez đã phản ánh mối lo ngại ngày càng tăng ở trong khu vực về việc thiếu liên lạc và đối thoại giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc sẽ làm leo thang căng thẳng, nguy cơ xảy ra đối đầu quân sự. Truyền thông đưa tin là phía của Hoa Kỳ đang tìm cách tổ chức cuộc gặp giữa Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Lloyd Austin và Bộ trưởng Quốc phòng của Trung Quốc Lý Thượng Phúc tại Singapore bên lề đối thoại Shangri-La vào đầu tháng 6. Liên quan đến lĩnh vực du lịch, thưa quý vị, trong quý 1 năm nay, kinh tế Thái Lan tăng trưởng được 2.7% so với cùng kỳ năm ngoái và tăng được 1.4% so với quý trước. Theo Hội đồng Phát triển Kinh tế và Xã hội Quốc gia, một trong những nguyên nhân chính đó là sự phục hồi của ngành du lịch, đặc biệt là khách Trung Quốc. Sự hồi sinh của ngành du lịch vốn chiếm đến 11% tổng sản phẩm quốc nội được chính phủ kỳ vọng giúp bù đắp tác động tiêu cực từ việc xuất cảng bị suy giảm. Bộ Thương mại mới đây công bố trong 4 tháng đầu năm, gần 2.600 doanh nghiệp liên quan đến du lịch ghi danh kinh doanh mới đã tăng gấp đôi so với cùng kỳ năm ngoái. Tổng vốn ghi danh tăng được 135%, lên được là 6.66 tỷ bạc tương đương với gần 200 triệu Mỹ Kim. Bộ trưởng Thương mại của Thái Lan cho rằng tăng trưởng là nhờ sự phục hồi của nền kinh tế của đất nước. Ngành du lịch có những triển vọng tích cực, một phần là nhờ chỉ số niềm tin của người tiêu dùng và doanh nghiệp tăng lên. Bên cạnh đó, Thái Lan cũng vượt mục tiêu về lượng khách du lịch trong quý I, với gần 6.2 triệu lượt khách quốc tế, theo phát ngôn viên của chính phủ cho biết. Hội đồng du lịch Thái Lan cho biết là ít nhất 30 triệu khách quốc tế sẽ đến trong năm nay, với tổng chi tiêu lên đến là 1.5 nghìn tỷ bạc, tương đương với gần 44 tỷ Mỹ Kim. Và đó là những phần tin liên quan đến Á Châu thưa quý vị. Sau một vài thông tin thương mại, xin mời quý vị theo dõi các bản tin Việt Nam.